Trời ơi, nó nghiện thật rồi đấy bạn. Thằng này nó nghiện rồi. Tại sao mày lại nghiện như thế? Nó đang ngồi chơi trên con màn hình của tôi được 5 phút rồi. Ờ, mà thấy sao? Ờ, ngon. Gì nữa? Ờ, chi tiết nè, thấy rõ nè. Ờ, sao nữa? Hay hỏi quá mà sao người ta biết mà người ta trả lời. Thấy đang đuôi xe không? Mà nồ nha, nhìn thấy cuốn cực kỳ luôn á. Kiểu giống như là đụng mấy gì. Ok, đây là cái màn hình có tên là LG Power M. Ủa, M bao nhiêu ta? M35, phiên bản màn hình cong 120Hz và nhiều thông số ngon. Vậy đây có phải là màn hình gaming ngon nhất tầm giá không? Vào video nha, let's go. Rồi, cái đầu tiên anh em có thể thấy là cái màn hình này á, nó sẽ theo một cái form, đó chính là màn hình cong theo chuẩn của gaming luôn. Và anh biết màn hình cong á, để làm gì không? Để cho kiểu cái màn hình nó rộng ra á. Thì mình sẽ xem được nhiều chi tiết hơn, giống như mấy pha đụng xe này là mình đụng hoài luôn. Và một cái nó khá là hay ở màn hình cong là khi mà anh em chơi game á, điển hình là mấy con game kiểu dạng đua xe như thế này nè, cái map nó sẽ được nới rộng ra và anh em nhìn nó sẽ đã lắm. Cảm giác cái view của nó được mở rộng ra thì tất nhiên là cái tầm lái nó cũng sẽ nhiều hơn, chơi game nó cũng sẽ hay hơn, đúng không? Phải không? Đúng, nó phải như thế. Và nói tổng quan về cái thông số cấu hình của con màn hình này á, thì mình sẽ nói sơ qua là đây là một cái màn hình 35 inch. Do đó cái góc nhìn của anh em chơi game á, nó cực kỳ sướng luôn. Điển hình là màn 35 inch mà để giải trí thì chắc chắn không có gì để chê luôn. Chưa kể đây là còn làm màn hình cong nữa anh em ạ. Thì đó là về cái phần ngoại hình của nó, anh em có thể thấy nhìn trực diện vào là nó đã phê rồi. Hợp lý không? Quá hợp lý luôn. Rồi, bên cạnh đó về những cái điểm khác thì với góc nhìn á thì của mình nha, thì mình thấy là con màn hình này nó có một thiết kế mặt trước khá là đơn giản. Nó không phải kiểu quá là hầm hố, có những cái họa tiết LED lủng này kia, quá là đặc trưng của gaming. Con này nó sẽ tập trung vào cái việc đó chứ là mang lại một cái hiệu năng tốt trong tầm giá 11 triệu. Thì cái này mình thấy khá là hợp lý, bởi vì trong tầm giá 11 triệu này thì thường sẽ là những con màn chẳng hạn như là 2K 165Hz hay là 240Hz, nhưng mà nó chỉ là màn phẳng thôi. Còn con này màn hình cong. Ngon không? Quá ngon. Còn cái điểm khác á là con này cũng sẽ có, đó chính là một cái thiết kế khá là thông thái học. Không phải ghế đâu, mà là một cái thiết kế thông thái học như thế này. Ai nó có thể. Ơ sao không được? Đây, mình sẽ đẩy nó lên được nè. Tôi đẩy nó không được mày. Hình như phải đẩy xuống. À, bỏ đó. Mình nhớ là nó có thể. Đấy, nó có thể lên xuống được. Đó. Thì cái độ mượt này thì mình thấy là nó cũng không quá là mượt đâu. Và bên cạnh đó này có thể xoay ngang nè. Ok không? Anh cũng có thể xoay dọc nè. Đó, đây là một thiết kế khá là thông minh và mình thấy là đây cũng khá là cần thiết. Tuy nhiên cái chân đế này mình thấy là nó không phải quá là vững đâu. Anh em nhìn này, mình chỉ cần đụng nhẹ này. Đó, còn cái coi bên này anh em thấy không? Lúc trước mình có review á, thì mình có gắn arm rồi. Thì cái arm này nó sẽ giúp cho mình có thể linh hoạt hơn. Trong cái việc đó chứ là điều phối cái góc nhìn của nó thì mình thấy sẽ hay hơn rất là nhiều. Thằng này mày mở tiếng nhỏ lại xem nào. Rồi, tiếp theo, nói tiếp một chút về cái phần đó chính là cổng kết nối. Thì mình thấy con này nó cũng sẽ khá là giống con LG Power 24 inch. Ủa? 27 inch chứ, mà trước mình review thì nó cũng sẽ có những cái cổng chẳng hạn như là hai cổng HDMI này, cổng DisplayPort này. Anh em sẽ có một cái cổng nguồn này. Thì tất nhiên con này màn nó lớn hơn thì cái nguồn của nó sẽ lớn hơn một tí và cái dây nguồn của nó cũng chắc hơn. Nhưng mà cái đó chẳng cần quan tâm đâu. Rồi, quay trở về một cái quan trọng nhất của một con màn hình gaming, đó chính là thông số. Đây, anh em có thể thấy thì trước mắt ở đây là mình đang chơi một tựa game đua xe. Thì lúc nãy Nhật nó có chơi rồi thì anh em thấy là nó rất là mượt, khung hình rộng, thì cái đó là một cái điểm rất chắc chắn để cho mình có thể cảm nhận được con game này tốt hơn. Thường á, người ta chơi màn cong á, người ta sẽ rất là thích chơi đua xe nè bạn, bởi vì nó có một cái sự gọi là matching với nhau, kiểu nó rất là phê ấy. Còn ngoài ra nếu anh em chơi những con game chẳng hạn như là Liên Minh Huyền Thoại này thì nó vẫn sẽ mở rộng được góc nhìn của anh em, nhưng mà đối với một cái màn hình tỷ lệ 24:9 á thì thường đối với Liên Minh mình thấy nó cũng không quá là khác biệt. Nó chỉ giúp cho anh em kiểu như là chơi nó sẽ đau mắt hơn thôi, nhưng mà đối với đua xe thì mình lại thấy nó đã hơn rất nhiều nha. Còn đối với những tựa game khác chẳng hạn như Liên Minh Huyền Thoại mình có test hay là Mortal Kombat á, thì Mortal Kombat thì nó sẽ không scale được cái màn hình theo chuẩn tỷ lệ này, cho nên cảm giác hình ảnh nó sẽ bị bè ra, không thích lắm. Nhưng mà với con game đua xe chẳng hạn như là Asphalt 9 thì nó cực kỳ ngon luôn. Mà sẵn nói về cái việc chơi đua xe hay là những con game tương tự như vậy thì cái quan trọng nhất đó chính là tỷ lệ 24:9 rộng là ok, đúng không? Và một cái nữa đó chính là tần số quét của con này. Thì 11 triệu cho một cái màn hình này thì tần số quét là 120Hz. Thì mình thấy nó khá là thua thiệt so với những con màn hình khác trong cùng tầm giá. Thì nó sẽ có 165Hz này, 240Hz này. Thậm chí nếu anh em săn được những deal ngon thì sẽ có những con màn hình lên tới là 300 bao nhiêu Hz đó, 320Hz thì phải. Nhưng mà con này 120Hz mình thấy đã là đủ để cho anh em chơi game. Chẳng hạn như là những con game FPS này, rồi cũng như là những con game kiểu như là top 9 Liên Minh không có top 9 nha, hay là đua xe như thế này, thì độ mượt của nó vẫn có thể coi là ở mức vừa đủ để cho anh em có thể trải nghiệm được những con game như vậy. Ngoài ra về một cái nữa mà mình khá là thích ở con này á, độ phân giải của nó không cùi như anh em nghĩ đâu. Nó là một cái độ phân giải 3840 x 1440
tức là nó chỉ là hơn 2K một xíu thôi, bởi vì cái chiều ngang của nó khá là dài ấy. Nhưng mà đây vẫn là một cái thông số về mặt độ phân giải thì mình thấy là vẫn ngon. Nhìn cận vào á thì tất nhiên là nó sẽ có rỗ, nhưng mà nếu anh em nhìn ở một cái khoảng cách trung bình, anh em ngồi chơi hoặc là anh em ngã lưng cầm tay cầm á, thì nó vẫn là một cái độ phân giải rất tốt để anh em giải trí chơi game. Thậm chí mình xem phim mình vẫn rất thích ở cái màn hình này nha. Tất nhiên là khá là ít phim nó có thể tối ưu được trên cái màn hình 21:9 này, nhưng mà những con phim mà mình coi á thì chất lượng hiển thị ở cái độ phân giải là 2K như thế này là rất là tốt. Rồi, tiếp theo, nói lại một chút, hồi nãy mình suýt quên nói cho anh em á, chứ là cái độ cong của cái màn hình này á, tuy là tỷ lệ 21:9 nha, nhưng mà nó cong với một cái phần trăm, đó chính là 1500R. Tức là cái độ cong của nó khá là vừa phải, nó không kiểu bị bè ra để làm cho anh em cảm thấy bị khó chịu về góc nhìn hay là bị sai về cái góc nhìn. Nhưng mà cái độ cong của này nó nằm ở mức vừa phải, cho nên trải nghiệm của nó ngoài chơi game ra anh em cũng có thể làm việc được với cái màn hình này thì nó khá là tốt. Tất nhiên là đối với một người làm design chuyên nghiệp thì họ chắc chắn sẽ không đụng tới màn hình cong, màn hình phẳng nó sẽ là tối ưu hơn. Còn màn hình cong đôi khi là kiểu anh em chỉnh ảnh ấy, người ta thẳng vậy, xong chỉnh cho màn hình cong nó xuống như thế này. Đó, nó hơi khó chịu. Rồi, còn về những cái thông số khác ở con màn hình này á, thì nó sẽ là một cái màn hình gaming. Tất nhiên là sẽ có những công nghệ chẳng hạn như là Adaptive Sync để giúp cho đồng bộ cái khung hình, nó không bị xé hình trong lúc anh em chơi những con game, chẳng hạn như là game phiêu lưu hay là game thế giới mở. Còn ngoài ra anh em cũng sẽ có một cái thời gian đáp ứng của màn hình là 1 mili giây, để cho anh em chơi những con game FPS thì nó cũng sẽ chính xác hơn và hay hơn. Cũng được nhỉ, nói chung là thông số vậy cũng hay đó. Và cái cuối cùng mình muốn nói về con màn hình này, đó chính là cái tấm nền của nó. Thì nó dùng tấm nền đó chính là VA. Tuy nhiên VA con này nó không cùi kiểu như là cái con VA này lúc trước mình trên tay thì có 5 triệu thôi. Màu con này nó khá nhợt nhạt nha, nhưng mà mình không thích. Nhưng mà khi mà mình chuyển sang con này vẫn là tấm nền VA, nhưng mà VA 11 cũ nó khác bọt lắm anh em ạ. Nó vẫn có một cái góc nhìn khá là tốt khi mà mình nhìn như thế này. Nhìn như thế này vẫn ngon này. Đó, màu sắc của nó bị biến đổi rất ít nha. Thật sự là rất ít luôn á. Chưa kể là với tấm nền VA này thì mình thấy là họ cũng tối ưu cho một cái màu sắc tươi hơn, tương phản cũng cao hơn. Do đó chơi game và những cái màu sắc về phim, ảnh hay là anh em chơi game những cái game về kiểu đua xe nhiều màu sắc như này á, thì bối cảnh nó nhìn nó đã lắm, thật sự luôn. Mình thấy là nó vẫn đáng giá. Tất nhiên là nó sẽ không xịn như là những tấm nền trong cùng tầm giá mà các đối thủ khác đang sử dụng, chẳng hạn như là IPS. Nói chung là tùy điều kiện mà anh em sử dụng thôi. Như là VA thì tất nhiên là nó cái tình trạng mà mình cảm giác là dùng trong một cái phòng tối á, thì cái tỷ lệ hở sáng của nó gần như khá là ít hay gần như là mình không thấy luôn. Và đối với IPS á, thì mình dùng trên những con màn kiểu như thế này thì nó khá là dễ hở sáng ở những cái góc. Nhưng mà con này mình thấy nó lại không bị. Tuy nhiên cái độ sáng con này thì nó cũng nằm ở mức khá là ok nếu như anh em sử dụng trong nhà là 300 nits. Đây là một cái độ sáng khá là vừa đủ để cho anh em sử dụng. Nhưng mà nếu dùng với một cái không gian kiểu nó sáng gần cửa sổ hay là ánh sáng mặt trời nó hắt vào đây một cách gắt á, thì con này nó sẽ khá là tối nha. Ok, tổng kết lại, 11 củ cho con này có phải là ngon nhất phân khúc không? Cá nhân mình thấy thì 11 củ cho một con màn hình cong thì có thể coi là ngon với những thông số mà con này mang lại, như là anh em sẽ có một cái màn hình cong để chơi game đã hơn nè. Tấm nền, các thứ hiển thị về màu sắc cũng như là dùng để giải trí thì cũng rất ngon. Tần số quét 120Hz thì vẫn vừa đủ. Và quan trọng nhất là những cái thông số như là Adaptive Sync và thời gian đáp ứng là 1 mili giây, anh em sẽ chơi game cực kỳ ngon. Không phải chê về những cái gì mà mình trải nghiệm trong thời gian vừa qua với con này. Nói chung là mình cảm thấy khá đáng giá. À, chưa kể là mình kiểu mua cái này còn được tặng thêm chuột bàn phím nữa. Thì cái đó anh em có thể tham khảo nha. Ok. Với cả đó, nếu thích video đừng quên nhấn like, share và subscribe. Ok, mình là Gà Tổng, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace.